Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với tập 9 của podcast 1 phần 3 người Việt Nam tại kênh YouTube của Annie Lu, du học và định cư Canada. Đây là một cái podcast Annie lập ra trên kênh YouTube này nhằm chia sẻ tất cả những cái kiến thức, thông tin cũng như trải nghiệm của bản thân mình về việc du học cũng như định cư tại Canada, nhằm giúp cho mọi người khi mà mình có mục đích đến Canada du học hay định cư thì mình có thể chuẩn bị mọi thứ một cách thật là sẵn sàng và chu đáo để có một cuộc sống mà nó trơn tru dễ dàng hơn tại Canada này. Bây giờ đang là tháng 5 năm 2023 tại thành phố Toronto. Tháng 5 còn được biết đến là tháng của mental health, hoặc còn được gọi là tháng của sức khỏe tâm lý. Thì nhưng dịp cái tháng này thì Andy muốn gây ra một cái awareness, một cái nhận thức đến mọi người về một cái vấn đề mà Andy cảm thấy nó rất là quan trọng luôn. Nó quá quan trọng như vậy nhưng mà nó lại ít người chú ý đến. Ngay cả từ phụ huynh hay là các bạn du học sinh thì các bạn đều coi như là bỏ qua cái vấn đề này, hoặc là mình không có xem trọng nó. Đó là cái việc liên quan đến sức khỏe tâm lý của mình khi mình đến du học định cư tại Canada. Trong số tất cả những cái trường hợp mà Andy từng tư vấn cho các bạn khi nghĩ đến việc mà du học định cư tại Canada, thì hàng ngày Andy tiếp xúc với ít nhất là cũng phải 10 bạn nói về 10 trường hợp khác nhau. Nhưng mà hơn 10 năm như vậy thì Andy chỉ nhận được đúng một trường hợp là bạn phụ huynh, cái chị phụ huynh này hỏi Andy về cái việc mà những cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của con mình khi mà đến du học tại Canada. Mà Andy cảm thấy là cái câu hỏi này nên được hỏi bởi tất cả mọi người khi mà mình bắt đầu suy nghĩ đến việc du học cũng như định cư tại Canada. Các bạn có thể hiểu là cái việc đi du học này á, mình có thể mường tượng nó giống như là việc mình đi thi vậy đó. Mình phải chuẩn bị nào là sách, nào là vở, nào là bút, nào là gom, rồi xong rồi cục tẩy hay là whatever. Nhưng mà cái sức khỏe tâm lý này chính là cái phần kiến thức mà các bạn cần phải có để các bạn đi thi. Đó nên là khi mà đi du học mình phải có cái sự sẵn sàng trong tâm lý của mình. Trước khi nói về cái vấn đề tâm lý, sức khỏe tâm lý á, hai cái hiện tượng bệnh lý mà thường gặp nhất trong cái vấn đề mà mental health của người du học sinh tại Canada, đó là stress và bệnh trầm cảm, hoặc còn gọi là depression đó. Thì hai cái bệnh chứng bệnh tâm lý này thường hiểu lầm nhau, kiểu như tại vì nó có rất là nhiều những cái triệu chứng nó trùng lắp với nhau. Thì stress chỉ là một cái bệnh lý mà mình có thể bị khi mà mình căng thẳng quá nhiều về một cái công việc nào đó của bản thân mình, chẳng hạn như là nợ nần nè, hoặc là công việc, bài tập, hoặc là một số lý do về tình cảm khác xảy ra xung quanh mình thì nó có thể dẫn đến stress. Thì khi mà cái việc stress này kéo dài quá lâu á, thì hoàn toàn có thể dẫn đến một cái phát triển thành một cái bệnh lý khác gọi là bệnh trầm cảm. Thì bệnh trầm cảm này có những cái triệu chứng mà nó nặng hơn, có thể gây cho người bị trầm cảm những cái triệu chứng như là họ hoàn toàn không thể tập trung được vào công việc họ đang làm nè, hoặc là khi mà họ ngủ thì họ cũng cảm thấy là họ stress trong giấc ngủ của mình, họ không có ngủ sâu được và bị thức giấc liên tục trong giấc ngủ của mình. Các bạn này có thể có những cái lối suy nghĩ mà nó tiêu cực hơn, chẳng hạn như là luôn luôn nghĩ là mình là người thấp kém nhất trong xã hội này, mình không thể làm được gì hết, rồi sau đó dẫn đến những cái tình trạng là mình bỏ mặc hết tất cả mọi thứ xung quanh mình. Để hiểu sâu hơn về bệnh trầm cảm thì mình có thể nói sơ qua một chút về một số nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh trầm cảm của du học sinh khi mà đến du học tại Canada. Thì cái lý do đầu tiên đó chính là cái rào cản trong ngôn ngữ cũng như văn hóa. Một số bạn thì mình có, dù là có học tiếng Anh hoặc là mình đã thi một số những cái chứng chỉ mà tiếng Anh tại Việt Nam như là IELTS hay TOEFL, dù là điểm mình nằm ở khoảng điểm là gọi là giao tiếp được và được nhận vào học tại những cái trường cao đẳng đại học tại Canada như là 6 chấm hoặc là 6.5, thì điều đó không có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể giao tiếp một cách trôi chảy hoặc là hiểu hết được văn hóa của phương Tây khi mà mình dành hết hầu như quãng đời trước đó của mình, mười mấy 20 năm mình sống tại một cái đất nước phương Đông như là Việt Nam, đúng không? Thì khi mà từ những cái rào cản về ngôn ngữ đó nó dẫn đến những cái việc mà các bạn không hiểu được hết cái văn hóa bên này, các bạn không giao tiếp được, và từ đó dẫn đến cái việc là các bạn không có thể nào kết bạn và mình không thể nào mà mình hòa nhập vào cái xã hội tại Canada. Thì khi mà không hòa nhập được như vậy rồi thì các bạn lại
mất đi cái tự tin khi mình giao tiếp trong cái mối quan hệ của mình xung quanh mình. Nhưng mà là một con người rồi thì lúc nào mình cũng cần phải sống và liên kết với tất cả mọi người trong một cái xã hội cũng như là cái cộng đồng mà xung quanh mình. Thì khi mà mình đã có cái rào cản vậy á, nó gây cho mình rất là nhiều khó khăn và những cái sự tự ti nhất định khi mà mình giao tiếp với bạn bè cũng như là cuộc sống hàng ngày của mình. Và những cái việc này kéo dài một thời gian dài á, sẽ dẫn đến là các bạn sẽ bị trầm cảm. Một cái ví dụ để cho mọi người dễ hình dung á, là mình có một cái bạn học sinh này. Thì bạn ấy đến Canada du học thì IELTS của bạn ấy cũng tầm 6.0, 6.5 đó, cũng gọi là cũng khá so với mặt bằng chung của các bạn du học sinh tại Việt Nam rồi. Thì bạn này không cần phải học thêm một cái khóa tiếng Anh ESL tại Canada nữa, thì bạn ấy vào thẳng trường cao đẳng hoặc đại học bên đây luôn. Thì khi mà vào học như vậy á, thì tiếng Anh đúng là khi mà giao tiếp thì bạn có thể đọc, bạn có thể viết, bạn có thể nghe, bạn có thể nói một cách có thể gọi là người ta hiểu mình mà mình cũng hiểu người ta. Nhưng mà khi mà đi sâu hơn vào những vấn đề liên quan tới văn hóa, chẳng hạn như là khi mà bạn giao tiếp với các bạn cùng trong lớp, bạn học một cái ngành mà gọi là rất là ít các bạn người phương Đông học, mà chỉ là các bạn người phương Tây, người Canada học là chính thôi, thì khi đó cái văn hóa khác nhau, những cái bạn cùng trang lứa với bạn trong lớp kể những câu chuyện vui mà cách người phương Tây họ giỡn với nhau thì bạn lại không hiểu. Hoặc là khi mà thầy cô giảng bài trong lớp á, thì có những cái từ rất là chuyên môn mà bạn chưa từng gặp qua trong cái quá trình mà bạn học tại Việt Nam thì bạn lại không có hiểu bài. Thì đó là dần dà thì cái việc đó gây ra cái việc là bạn tách biệt khỏi cái nhóm bạn mà mình đáng lẽ ra mình phải giao tiếp nhiều, là những bạn mà học cùng ngành, cùng trường với mình để mình có thể trao đổi và phát triển nhiều hơn, thì bạn lại không có thể giao tiếp được với những người đó. Và bạn cũng rất là khó trong việc mà hiểu được cái bài giảng trong lớp, nên là cuối cùng là bạn đành phải chuyển qua một ngành khác. Điều đó gây ra việc là bạn rất là tốn thời gian và mất luôn cả tiền bạc đầu tư vào cái nguyên nhân thứ hai mà Andy muốn nhắc đến cho cái việc dẫn đến việc trầm cảm đó, đó chính là nguyên nhân về tài chính. Mình trước khi đi du học mình cũng nên tính toán rất là kỹ về tài chính của mình, xem là mình có đủ khả năng để mà chi trả cho những cái sinh hoạt phí cũng như là học phí khi mà đến du học tại Canada hay không. Khi mà mình đang đi du học mà mình đang trong cái đà đang học trong trường mọi thứ bình thường, thì mình phát hiện ra là gia đình mình không còn đủ tiền bạc để chu cấp cái việc tài chính đó cho mình nữa, thì đó cũng là nguyên nhân để gây ra cái phần stress cho mình và làm cho mình không thể tiếp tục nỗ lực trong cái việc học và tập trung vào cái việc học cũng như là cái cuộc sống mình tại Canada nữa. Một số bạn nghĩ rằng là tất cả những bạn mà đến du học tại Canada họ đều có một cái tài chính rất là mạnh, nhưng mà đó là một cái hiểu lầm rất là lớn luôn á. Theo cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của Andy riêng thôi, thì mình thấy là hầu như có thể nói là một nửa các bạn du học sinh đến du học tại Canada muốn họ đi du học để đổi đời, thế là ở Việt Nam bố mẹ là phải rất là cố gắng để mà có được cái số tiền đó để có thể chi trả cho việc học phí cũng như tiền sinh hoạt của các bạn ấy, và thậm chí các bạn ấy phải đi làm thêm ở bên ngoài để mà có thể gánh vác được cái chi phí sinh hoạt khi mà đến du học tại Canada. Thì cái việc gánh vác về chi phí đó cũng gây ra một cái phần stress rất là nặng cho các bạn. Đó là hai cái trường hợp mà mình thường thấy. Và một cái trường hợp nữa là các bạn, đối với các bạn mà trẻ hơn á, thì các bạn đến đi khi mà đi du học tại Canada thì các bạn bị mắc vào một cái sai lầm là các bạn chưa có cái trải nghiệm hoặc là kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính của mình. Tại vì ở Việt Nam các bạn hiểu là các bạn ở trong nhà của bố mẹ, các bạn đi học về thì bố mẹ đã nấu sẵn cơm cho mình rồi, và tiền nhà cửa, tiền điện nước mình chưa bao giờ phải nghĩ đến hết, mình không biết nó là cái gì luôn á. Thì khi mà đến Canada là cuộc sống nó hoàn toàn khác luôn. Nhất là những bạn mà mình thuê nhà bên ngoài thì lúc đó mình lại phải bắt đầu phải ngồi xuống để bắt đầu tính toán sổ sách là chi tiêu của mình hàng tháng phải như thế nào cho thật chính xác, thì lúc đó mình mới có thể chi trả cho cuộc sống của mình tại Canada được. Như là ở qua Canada này thì mình phải chi trả cho tiền thuê nhà hàng tháng nè, rồi tiền bao nhiêu tiền để mình có thể dùng để mà đi chợ trong cái tháng đó. Thì những cái tính toán nhỏ đó mình thấy là đơn giản, nhưng mà khi mà mình đã xài lố budget cho một cái vấn đề nào đó rồi thì nó lại làm lố budget cho cả một cái tháng đó luôn, và dẫn đến những cái khoản nợ nần không cần thiết. Cuối cùng là mình bỏ mặc luôn về cái việc mà tài chính, kiểm soát tài chính của bản thân mình. Thì tới đây thì các bạn tự hỏi, ủa bây giờ bị vấn đề tài chính thì
tại sao lại dẫn đến việc trầm cảm, thì đây là một cái ví dụ để mọi người dễ hiểu nè. Thì có một cái bạn học sinh này, bạn ấy thì khi mà qua đây du học á, thì gia đình cũng có thể trang trải cho bạn đó cái việc mà chi tiêu, nhưng mà tại vì bạn ấy không biết kiểm soát việc chi tiêu của mình, thế là bạn ấy dùng lố cái budget của hàng tháng, và mỗi lần dùng lố vậy bạn ấy lại đi vay tiền của bạn bè hoặc là những người xung quanh mình. Thì khi mà vay đến một thời gian rồi bạn ấy không có thể mà chi trả được nữa, thì bạn ấy lại phải tìm cách để chi trả cái món nợ đó, thì bạn ấy đành phải đi làm. Thế là bạn ấy bị cuốn vào công việc quá, dẫn đến một số vấn đề là bạn ấy bị ở lại môn, bị rớt môn học trong cái lớp của mình, và sau đó là kết quả là bị đuổi học luôn. Bạn ấy cảm thấy bản thân mình không có còn là bản thân mình của ngày xưa nữa, kiểu như bị lâm, tại sao mình lại, gia đình mình đang có khả năng, mình lại bị lâm vào những cảnh như thế này. Mình không có thể nào học được ngành của mình, tốn bao nhiêu tiền của bố mẹ mình từ bao nhiêu năm đầu tư cho mình rồi. Lúc đó bạn ấy cảm thấy rất là stress, và nếu mà cái việc này cứ kéo dài và bạn ấy không có một người nào đó để đứng ra hỗ trợ để mà giải quyết vấn đề đó, thì hoàn toàn có thể dẫn đến việc trầm cảm. Nguyên nhân thứ ba mà mình thấy khá là phổ biến cho các bạn du học sinh dẫn đến việc trầm cảm, đó là cái việc mà mình bị gắn mác bởi người thân, gia đình cũng như cái sự kỳ vọng của tất cả mọi người xung quanh mình trong cái việc mà chỉ đơn giản là mình đi du học thôi. Ở Việt Nam á, thì mình thấy là có một số gia đình, một số thôi nha, thì họ cảm thấy là cái việc đi du học của con cái mình á, là một cái việc rất là trọng đại luôn. Ý là họ có thể đem cái điều đó ra để mà trở thành một cái việc mà khoe khoang với lại hàng xóm cũng như gia tộc, làm rạng danh của bản thân mình lên. Nhưng mà khi mà họ làm như vậy á, thì họ vô tình lại gắn một cái mác cho con cái của mình là phải làm được tất cả những cái gì mà hàng xóm và tất cả mọi người xung quanh nghe về câu chuyện đó kỳ vọng về những người con đó, như là phải học thật là giỏi nè, tự mình kiếm tiền để mà chi trả cho học phí cũng như cuộc sống của bên này, không cần phiền đến bố mẹ nè, khi mà học xong tốt nghiệp ra một cái là phải bắt đầu là có thể gửi tiền về để mà xây nhà cho bố mẹ hoặc là chu cấp cho bố mẹ sống tại Việt Nam, để mà có thể đạt được tới cái kỳ vọng mà mọi người ảo về bản thân mình. Đó là một áp lực mình cảm thấy vô cùng lớn, mà thật là không đáng để mà mình áp đặt cho một người mà người ta mới vào cái độ tuổi 20 để mà đi du học ở Canada thôi. Từ cái việc đó thì các bạn du học sinh ở bên đây cũng tạo ra một cái áp lực, tự mình, bản thân mình tạo ra áp lực đó thôi. Đó là không dám chia sẻ những cái việc mà bản thân mình gặp khó khăn tại cái thời gian du học của mình tại Canada. Đó, thì từ những cái nhỏ nhỏ đó gom lại với nhau lại tạo thành một cái áp lực mà người con này không thể chia sẻ vai hết, và dần dà nó dẫn đến cái việc mà bệnh trầm cảm cho bạn này. Bạn ấy tự mình nhấn chìm bản thân mình vào cái gọi là cái đáy của sự tiêu cực luôn. Thì cái áp lực tự tạo này á, không có những bạn không hẳn là do là bố mẹ mình hay là gia đình mình đã so sánh bạn đó với lại những người khác mà tạo ra, mà có thể là chính những bạn ấy lại so sánh với những người bạn cùng trang lứa mình khi được du học. Một vài lý do nữa mà Andy thấy có thể dẫn đến việc bệnh trầm cảm của các bạn du học sinh nữa, thứ nhất là sự khác biệt về tính cách của mỗi người. Có những bạn mình ít nói, ít thích chia sẻ, thích tự mình ôm trọn những cái nỗi khổ và khó khăn của bản thân mình vào trong bản thân mình thôi mà không dám nói với ai hết. Thì những bạn vậy thì thường sẽ có xu hướng là bị stress, bị áp lực và bị trầm cảm nhiều hơn so với những bạn mà mình thích chia sẻ ra, và khi mà mình có khó khăn thì mình phải gặp gỡ người lớn hoặc là bạn bè của mình để mà cùng giải quyết khó khăn đó. Cho dù nhiều khi những người khác không có giải quyết được vấn đề của mình, nhưng mà khi mà họ lắng nghe mình nói ra được, nhiều khi nó cũng giải tỏa được một phần nào đó cái phần stress của bản thân mình. Lý do tiếp theo đó là các bạn chưa có chuẩn bị kỹ tâm lý để mà các bạn đi du học. Đó là khi mà như lúc nãy trong đầu video Andy có nói á, là mình đi du học cũng như là mình đến một cái trường, một cái phòng thi gì đó, là mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, đủ kiến thức, nào là sách vở rồi viết các thứ để mình có thể làm thật tốt bài thi đó. Thì khi đi du học cũng vậy, các bạn phải chuẩn bị tất cả mọi thứ đó, nhất là về cái việc mà đi du học á, cái cách học của những cái trường lớp bên Canada này nó sẽ khác với cách học của mình tại Việt Nam, hoặc là cái văn hóa của những người bên đây họ phải thích nói chuyện hay là thích đối đãi như thế nào, thì những cái đó mình phải chuẩn bị tâm lý trước để khi mà mình đến Canada du học mình không có bị những cú sốc, và từ những cú sốc nhỏ đó gom lại trở thành một cái cú sốc lớn của cuộc đời mình và dẫn đến việc trầm cảm. Lý do tiếp theo đó là cái lối sống mà không khoa học cũng như là chưa biết
tự chăm sóc sức khỏe của bản thân mình có thể dẫn đến cái việc trầm cảm nữa. Như là các bạn ăn uống không điều độ nè, khi mà mình đi du học thì không có bố mẹ mình nhắc mình là cần phải đi ngủ mấy giờ, hay là khi nào đến giờ ăn, khi nào đi chơi về, khi nào mấy giờ cần phải về nhà để đi chăm sóc sức khỏe bản thân, thì mình cần phải bắt đầu tập luyện những cái cách tự chăm sóc sức khỏe, cũng như là có một cái lối sống ăn uống điều độ hơn, để cho mình không có những tình trạng như là mình ngủ quá khuya, sau đó mình lại thức không được để mình đi đến lớp, thì những cái đó kéo dài ra thì nó cũng sẽ trở thành những cái dẫn đến đẻ ra những cái stress rất là không đáng cho bản thân mình. Sau khi mình hiểu một chút về bệnh trầm cảm cũng như là stress rồi, thì đây là một vài cách mà Andy cảm thấy khá là hiệu quả để mà mọi người có thể thử nếu mà các bạn nghĩ là mình đã bị stress quá lâu và có thể trong tương lai mình có thể dẫn đến việc bị trầm cảm. Cách đầu tiên đó là mình phải biết thừa nhận và chấp nhận bản thân mình đã bị vấn đề về tâm lý. Các bạn phải coi những cái trải nghiệm đó như là một phần cuộc sống mà mình phải chấp nhận, không phải một mình bị mà tất cả mọi người đều phải gặp phải. Và từ đó mình phải biết cách để mà khi mà mình thừa nhận được rồi thì mình sẽ biết cách chấp nhận và bắt đầu nhìn nhận đúng vào cái vấn đề mình đang có và giải quyết từng cái một. Cách thứ hai các bạn có thể thử đó là dành nhiều thời gian hơn để các bạn nghỉ ngơi. Như là nếu mà mình có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc, như là vừa đi học full time, vừa đi làm 2-3 job cùng một lúc, và mình cần phải đạt được những cái tiêu chí rồi những cái kỳ vọng của người này người kia nữa, thì mình nên relax và nghỉ ngơi một chút, drop bớt những cái một hai cái vấn đề trong cái danh sách mà Andy mới vừa đưa ra. Chẳng hạn đi làm ít lại một công việc, cho dù thu nhập mình không có còn được như là ngày xưa nữa, hoặc là mình phải drop bớt một vài cái kỳ vọng của người này người kia. Mình không thể nào, không có ai đạt được hết tất cả kỳ vọng của mọi người hết. Các bạn nên sống theo cái mục đích của bản thân mình thay vì sống theo kỳ vọng của người khác. Đó, drop bớt kỳ vọng người khác để mình nhẹ hơn, để mình có thể dành thời gian để chăm sóc và reset lại bản thân của mình. Cách thứ ba đó là mình có thể tìm cách để mình giải tỏa những cảm xúc của mình. Có thể các bạn không phải là con người thích nói về vấn đề của mình cho người khác, thì không nhất thiết các bạn phải đi gặp một người nào đó. Nếu mà các bạn gặp được một người nào đó để chia sẻ cảm xúc mình, đó là cách tốt nhất rồi, để mình có thể cùng nhau, dù đó là người bạn, có thể người đó là bố mẹ mình, có thể người đó là anh chị, hoặc là họ hàng, hoặc là thầy cô, hoặc là một người mentor của mình thôi, một người mình tin tưởng thôi, mình chia sẻ được càng tốt. Nhưng mà nếu mà các bạn không tìm được một người như vậy, thì các bạn cũng nên có cho mình một cách để mình có thể giải tỏa cái cảm xúc của mình. Như là mình có thể làm những việc mình thích nè, mình nghe nhạc cũng được, mình đọc sách, còn không thì mình đi hiking, hay là mình tham gia, mình thử những hoạt động khác nhau để xem hoạt động nào có thể giúp mình giải tỏa cảm xúc của mình. Thì khi nào mình gặp vấn đề, mình phải dùng nó làm một cái nơi mà mình có thể cho cái đống stress mình vào trong đó, và mình đi ra khỏi chỗ đó với một cái tâm thế nó thoải mái hơn, để tiếp tục sống một cuộc sống mà nó tích cực hơn. Một cách nữa mà mình thấy là ít bạn làm, đó là mình nên thường xuyên giữ một cái habit là mình đi tập thể dục thể thao. Có thể đi bộ 15 đến 20 phút hàng ngày thôi, tăng thêm cái việc mà cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn khi mà mình vận động. Đó là cái việc khoa học chứng minh là chúng em đi chế ra nha. Nên là mình cũng nên dành thời gian để mình tìm ra một cái sở thích về thể thao cho bản thân mình khi đến du học cũng như là cuộc sống định cư tại Canada. Đó, không tìm được một cái thể thao thích thì đơn giản đi bộ thôi, dành ra 15-20 phút để mình đi bộ để khuây khỏa bản thân của mình. Và một cách cuối cùng nữa đó là nếu mà mình cảm thấy mình sắp có dấu hiệu của bệnh trầm cảm rồi, thì mình nên tìm đến sự giúp đỡ của những chuyên gia, những người bác sĩ về tâm lý. Thì những người này có thể đưa ra cho mình những cái lời khuyên mà nó thiết thực, cũng như là cách giải quyết nó đúng đắn hơn, nó khoa học hơn cho việc mà giải quyết cái vấn đề trầm cảm cũng như stress của bản thân mình. Thì hầu như các trường đại học và cao đẳng tại Canada này đều có những cái phòng khám hoặc là những bác sĩ tâm lý ở trong trường để mà có thể tư vấn về tâm lý cho mọi người, cũng như là giải quyết cái vấn đề đó cho mọi người nếu mà mọi người gặp phải vấn đề về tâm lý. Đó là tất cả những cái gì mà Andy muốn chia sẻ đến mọi người ngày hôm nay về nguyên nhân cũng như là cách mà các bạn có thể giải quyết cái vấn đề để mình không thể đừng mắc vào cái việc mà bị trầm cảm và dẫn đến cái việc không đạt được những mục đích cao hơn của cuộc sống mình tại Canada, chẳng hạn như là tốt nghiệp hay là định cư sau này. Đó là chuyện sau này rồi, nhưng mà trước tiên là phải có một cái tinh thần thật là vững chắc
trước đã, lúc đó mình mới có thể làm được mọi thứ nó trôi chảy và nó đúng với cái mục đích của mình hơn. Một cái lời nhắn cho tất cả các bạn là nếu mà các bạn là du học sinh thì các bạn cũng nên chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình khi mà đến du học tại Canada. Nếu bạn là phụ huynh của các bạn học sinh thì nếu mà cảm thấy con cái hoặc là em mình chưa có khả năng để suy nghĩ về cái vấn đề mà tâm lý, chuẩn bị tâm lý cho việc du học này, thì mình cũng nên đề xuất cũng như là trò chuyện nhiều hơn với con cái của mình để họ có thể hiểu ra, nhận ra được cái vấn đề là đi du học không những là cần phải chuẩn bị cho những cái đơn giản như là kiến thức hay là IELTS hoặc là bằng cấp. Trước mắt là phải chuẩn bị về tâm lý để mình đi du học đã. Cái đó là cái việc rất là quan trọng. Ok, thì cái video hôm nay của Andy đến đây cũng kết thúc rồi. Hy vọng lớn nhất trong video này thôi là mọi người trước khi nghĩ đến việc du học, trước khi nghĩ đến việc định cư, nghĩ đến việc tâm lý cái đã. Tâm lý mình phải vững vàng thì mình mới có thể đạt được tất cả mọi thứ ha mọi người. Ok, bây giờ thì Andy xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Nếu mà mọi người cảm thấy video này là hữu ích thì mọi người có thể like và theo dõi kênh YouTube để mình có thể gặp nhau hàng tuần để tâm sự nhiều hơn về nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống tại Canada. Bye bye mọi người.